Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp có tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏa Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 415, kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Tam Muội Niệm Phật. Hãy dịch đời nhà tùy tâm tạng đạt ma cấp đa người thiên trúc. Quyển 1, phẩm 1, mở đầu. Bây giờ Đức Bà Già Bà ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo của 1.250 vị đều là bậc đại a la hán, các lậu đại ớt không còn phiền não, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, đã điều phục tất cả, giống như rồng lớn liền bỏ gánh nặng, không còn tái sinh, việc làm đã xong, được chân tự lợi, trụ trí bình đẳng, nhập môn giải thoát, tự tại vượt thoát các khổ. Đến bờ bên kia chỉ trừ một người là Tôn giả A Nan. Lại có dư lượng các chúng đại Bồ Tát đến từ 10 phương thế giới đều cùng tụ hội. Giới thể chúng đại Bồ Tát lại có dư lượng các thiên tử ở cõi trời Tịnh Cư. Tên các vị ấy là thiên tử Nan Đà, thiên tử Tu Nan Đà, thiên tử Chiên Đà Na, thiên tử Tu Ma Na, thiên tử Tự Tại, thiên tử Đại Tự Tại, thiên tử Nan Thắng, thiên tử Thiện Oai Quang. Các chúng thiên tử này hơn quá nửa đêm phóng ra luồng ánh sáng lớn, chiếu thể đến núi Kỳ Xà Quật, cùng đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật. Họ liền thấy Hương Thiên Đa Ma La Bạt, Hương Thiên Trầm Thủy, Hương Thiên Đa Già La, Hương Thiên Mạc Chiên Đàn, và hương ngôi đầu chiên đàn đủ các thứ hương thơm như vậy, thành kính tung trải lên trên Đức Phật đến 2 lần 3 lần. Xong rồi lại dùng hoa thiên tán, hoa thiên kê bà la, hoa ma ha kê bà la, hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa ma ha mạng thù sa, hoa a địa mục đa, dùng đủ các thứ hoa như vậy cũng thành kính trở lên trên Đức Phật đến 2-3 lần, rồi lại từ từ tiến lên đến trước Đức Phật, dự quanh 3 vòng, một lòng cung kính chắp tay cúi đầu lại Đức Phật, rồi đứng qua một bên. Bây giờ các chúng thiên tử đều nghĩ, hôm nay Bồ Tát này nghĩ đến pháp môn tam muội của tất cả Phật, các bậc Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác thời quá khứ đã từng ở trong đại chúng trời người kia mà tuyên dương phân biệt vì lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Hôm nay Đức Thế Tôn của ta lại nào lại không vì đại chúng trời người ma phạm sa môn, bà la môn, các bội chúng trồng dạ xoa kẻ tác bà ala kalola khẩn na la và hồ la già nhân phi nhân mà diễn nói tuyên thuyết diệu pháp như vậy sao? Và vì lợi ích cho tất cả thế gian trời người trong đại chúng, cũng khiến cho các chúng sinh ở đời vị lai đều mong nhờ lợi ích. Bây giờ thiên tử Nan Đà, thiên tử U Tu Nan Đà, thiên tử Chiên Đàn Na, thiên tử U Tu Ma Na, thiên tử Tự Tại, thiên tử Đại Tự Tại, thiên tử Nan Thắng, thiên tử Thiện Oai Quang, tất cả chúng thiên tử này suy nghĩ như thế xong liền bạch Phật: Bà Thế Tôn, bà già bà, hôm nay Bồ Tát này nghĩ đến pháp môn tam muội của tất cả chư Phật, chư Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, quá khứ đã từng vì các hàng trời người trong đại chúng, các hàng phạm ma sa môn bà la môn, các loại rồng dạ xoa cả thất bà cho đến hết thảy nhân phi nhân, nếu bày chỉ nói kinh điển như vậy để làm lợi ích cho các chúng sinh ở thế gian. Quý môn Thế Tôn rủ lòng đại từ thương xót, nay cũng vì hàng trời người trong đại chúng, các hàng phạm ma sa môn bà la môn cùng tất cả nhân phi nhân này mà diễn nói pháp môn đại thừa như vậy để khiến cho các thế gian được nhiều lợi ích an ổn diệu lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn với lòng đại bi vì muốn làm lợi ích cho các chúng sinh ở tất cả thế gian, nên im lặng nhận lời thỉnh cầu của các thiên tử này. Khi các thiên tử thấy Đức Phật im lặng, biết Phật xót thương mà chấp nhận, nên đảnh lễ dưới chân Đức Phật diệu quanh 3 vòng, liền ngay tại núi Kỳ Xà Quật các vị bỗng nhiên biến mất, trở về lại thiên cung. Lúc này đêm sắp tàn, rồi cần sáng, Đức Thế Tôn liền gầm lên tiếng gầm của đại sư tử chúa, rồi lại mỉm cười khi Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đã phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy. Xong trong khoảnh khắc có các chúng tỳ kheo ở tinh xá trong núi Kỳ Xà Quật này, nên theo oai thần của Phật, tất cả đều tập hợp tại chỗ Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Là có các chúng tỳ kheo ở các trụ xứ A Lan Nhã khác có đủ đại thần thông, đại oai đức cũng đều nương theo oai thần của Phật từ chỗ A Lan Nhã đi đến, và núi Kỳ Xà Quật tập trung tại chỗ Đức Như Lai. Là có các tỳ kheo ni ở thành lớn Vương Xá cũng nương theo oai thần của Phật đi vào núi Kỳ Xà Quật tập trung tại chỗ Đức Như Lai. Bây giờ có Du A Sa Thế, con của bà Vi Đề Hy, chủ nước Ma Chà Đà, cùng vô lượng trong ngàn quyến thuộc vây quay quần trước sau cùng vô núi Kỳ Xà Quật tập trung chỗ Đức Như Lai. Khi ấy lại có các đại tướng Dạ Xoa là đại tướng Dạ Xoa A Tra Bà Ca, khoáng Dạ Cư, đại tướng Dạ Xoa Già Đà Bà Ca,
Lư Hình, Đại tướng Dạ Xoa Kim Tỳ La Ma Kiệt Ngư, Đại tướng Dạ Xoa Tu Chỉ Lộ Ma Châm Mao, Đại tướng Dạ Xoa Ma La Đà Lê Trì Hoa Mang. Các Dạ Xoa này đứng đầu của các mối nhóm Dạ Xoa khác có đại oai thần, đại uy lực. Mỗi nhóm đều có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đối sau vây quanh cùng vào núi Kê Sa Quật, tập trung ở chỗ Đức Như Lai làm các Atula Vương. Các vị ấy là Atula Vương Đại Khiếu La Hầu, Atula Vương Chủng Chủng Khả Úy Tỳ Ma Chất Đa, Atula Vương Tu Bà Hầu Thiện Tế, Atula Vương Ba Ha La Thư Khiển Tư Triển Đà. Tất cả đều có đại oai thần đầy đủ đại uy lực, nghe âm thanh của Phật run sợ lông nơi thân dựng đứng. Họ cũng cùng với vô lượng trong ngàn quyến thuộc đức sau bay quan đi vào núi Kỳ Sa Quật, tập trung ở chỗ Đức Phật. Lại có các đại long vương ở trong tam thiên đại thiên thế giới cũng cùng các quyến thuộc nghe âm thanh của Đức Phật sợ hãi lòng nơi thân dựng đứng nơi thọ ai thần của Phật vào núi Kỳ Sa Quật, tụ tập tại chỗ Đức Phật. Cùng lúc trường giả cấp độc các cô độc ở thành lớn Xá Bà Đề cũng cùng với vô lượng trong ngàn quyến thuộc vây quanh từ Xá Bà Đề đi đến thành Vương Xá và núi Kỳ Sa Quật, tụ tập chỗ Đức Phật cung kính cúng dường Đức Như Lai để nghe chánh pháp. Lại nữa ở thành lớn Tỳ Xá Ly cũng có vô lượng con của các Lê Sa đều sinh trong dòng họ Bà La Môn Đại Tịnh, tên nhờ vị ấy Lê Sa Tử Thiện Tư, Lê Sa Tử Phục Quán Thiệu Tích Tráng, Lê Sa Tử Công Đức Sinh, Lê Sa Tử Vô Biên Thủ, Lê Sa Tử Cự Thổ Trưởng Giả Tử Nhiên Thủ. Các vị này là hàng thượng thổ và đã sống lâu trong đại thừa vô thượng, cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đốt xa bay quanh từ thành Xá Tỳ Xá Ly đi đến thành Vương Xá vào trong núi Kỳ Sa Quật, tập trung ở chỗ Đức Phật. Lại nữa nơi thành lớn Chiêm Ba có vô lượng con của các trưởng giả do thời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên các đức Phật được các căn lành có đủ đại oai đức đại uy lực. Tên các ấy là trưởng giả Thiện, trưởng giả Tử Thiện Trụ, trưởng giả Tử Lợi Ích Bà La Môn, Tử Vô Biên Tinh Tấn. Các vị này là hàng thượng thủ và vô lượng trưởng giả cư sĩ khác cùng với vô lượng trong ngàn quyến thuộc đức Sa Bê Quan từ thành Chiêm Ba đi đến thành Vương Xá và đến núi Kỳ Sa Quật, tập trung ở chỗ Đức Phật cung kính cúng dường Đức Như Lai mong được nghe chánh pháp. Lại nữa ở thành Ba La Nại có một có vô lượng nhân chúng khác loại trong thời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật do trồng các căn lành đã được tuần thuộc từ thành Ba La Nại đi đến thành Vương Xá cho núi Kỳ Sa Quật, tập trung ở chỗ Đức Phật cung kính cúng dường Đức Như Lai để được nghe chánh pháp. Lại nữa ở thành Câu Thi Na có vô lượng con của các lực sĩ Mạc La cũng đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật để tu, từ lâu đã huân tập tu các căn lành nên có đại oai đức đầy đủ thế lực, cũng cùng với vô lượng quyến thuộc vây quanh từ Câu Thi Na đi đến thành Vương Xá do núi Kỳ Sa Quật, tập hợp ở chỗ Đức Phật cung kính cúng dường Đức Như Lai để mong được nghe chánh pháp. Bây giờ ở phương Đông đã qua vô lượng hàng hà xa thế giới, tất cả đại phạm thiên dương cùng các thiên chúng khác có đại oai đức đầy đủ đại thần thông, nghe Đức Phật Thế Tôn là bậc đại sư tử phương cất tiếng gầm lớn làm cho tất cả đều kinh ngạc lòng nơi thân dựng đứng đều đứng theo oai thần của Phật, cùng với vô lượng ngàn vạn thiên chúng quyến thuộc vây quanh đều từ chỗ ngồi chỗ ở của mình đi đến thành Vương Xá của thế giới Ta Bà này do núi Kỳ Sa Quật, tập hợp ở chỗ Đức Phật. Bây giờ các phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng và phương trên dưới đều có vô lượng hàng hà xa thế giới. Như vậy đều có tất cả đại phạm thiên vương và các thiên chúng khác có đại oai đức và đại thần thông, khi nghe tiếng gầm đại sư tử vương của Đức Thế Tôn thì đều kinh sợ lòng nơi thân dựng đứng rồi đều nương theo oai thần của Phật, cùng với vô lượng ngàn phản ức thiên chúng quyến thuộc vây quanh tất cả từ chỗ ở của mình để đến thành Phương Xá của thế giới Ta Bà này và núi Kỳ Sa Quật, tập trung vào chỗ Đức Phật. Lúc này trong núi Kỳ Sa Quật rộng lớn đất đai bằng phẳng như tam thiên đại thiên thế giới này là chúng đông đủ không còn có khoảng trống để chen chúc. Sau này chúng này đều có vô lượng vô đại oai đức và đại thần thông, tất cả hàng trời người các loại rồng và xoa cả thất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hồ La Già nhân phi nhân thì đều cảm thấy hoan hỷ tự tại. Bây giờ Đức Thế Tôn biết thiên nhân đại chúng ở các thế giới thế gian tất cả đã tập trung đông đủ để phát ra âm thanh của đại sư tử vương. Sau đấy từ tinh xá đi ra đến một chỗ là mỉm cười. Các đại chúng thiên nhân của thế gian thấy được việc ấy rồi đều cởi những tấm y các dòng hoa của mình dùng các thứ hương rải trên Đức Phật để cúng dường cung kính chí tâm chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Khi đó trong đại chúng có các tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Tôn Bồ Đề, tôn giả Phú Đô La Di Đà La Ni Tử, tôn giả La Hầu La, tôn giả Đại Kiếp Tân La,
Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả A La Nâu Đà, Tôn giả Hộ Thế, Tôn giả Thủ Lung Na, Tôn giả Nan Đà, Tôn giả A Nan đều là những bậc thượng thủ, và tất cả đại thanh văn các cũng đều là những bậc đại đức có đầy đủ đại thần thông, tất cả đều đến tập hội tại đó. Trong đại chúng còn có các tôn giả, đó là Đại Bồ Tát Di Lặc, Đại Bồ Tát Việt Nam Giới, Đại Bồ Tát Dũng Đại Bộ, Đại Bồ Tát Sơ Phát Tâm tức Chuyển Pháp Luân, Đại Bồ Tát Thiện Tư, Đại Bồ Tát Đại Âm Thanh, Đại Bồ Tát Thiện Hành Bộ, Đại Bồ Tát Siêu Tam Thế, Đại Bồ Tát Trì Thế, Đại Bồ Tát Phân Thù Sở Lợi, Đại Bồ Tát Bất Không Kiến, tất cả đều là những bậc thượng thủ. Và vô lượng vô số Đại Bồ Tát khác từ quá khứ đã ở chỗ vô lượng các đức Như Lai gieo trồng các căn lành, vì công tu các hạnh công đức thành tựu viên mãn, từ lâu đã an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ tôn giả Đại Bồ Tát Bất Không Kiến thấy Đức Phật Thế Tôn mỉm cười hiền từ liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai áo bên phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ: Lượng Túc Tôn vô thượng tối thắng, không duyên cớ sao lại mỉm cười, tất cả thế gian không ai bằng, cũng mong vì con nói nguyên nhân, thường thấy kẻ nghèo và cần dùng của nói pháp đại thừa báu diệu, từ ban mắt sáng cho kẻ mù, nói ngài mỉm cười do nhân gì, Thế Tôn ba cõi không gì sánh, huống gì thế gian đạt luận thắng, là đại đạo sư của trời người, hiện cười tất phải có nguyên do. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Bất Không Kiến: Này Bất Không Kiến, nếu ông thấy các tướng trang nghiêm bên tả bên hữu ở thắng địa này rất đáng được ưa thích phải không? Bồ Tát Bất Không Kiến thưa: Đúng vậy Bạch Thế Tôn, đúng vậy Bạch Đức Bà và Bà. Đức Phật lại bảo: Này Bất Không Kiến, ông nên biết nơi địa phương này từ xưa các đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đã từng thọ dụng giáo hóa du hành và sống ở đây. Bồ Tát Bất Không Kiến nghe Đức Phật bảo như vậy liền cấp tốc đi đến chỗ ấy, đến rồi liền nhập tam muội. Khi trụ vào tam muội, tự nhiên thành tựu tòa báo thượng diệu, các thứ trang nghiêm thể đều đầy đủ, trang nghiêm chỗ ngồi xong quay trở về chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật thưa: Bạch Thế Tôn, chỗ này hôm nay đã trang nghiêm như vậy, quý mong Đức Thế Tôn nên kịp thời tới thắng địa ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn đến nơi đó, đến nơi liền đúng như pháp mà thăng tòa. Khi Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác thăng tòa rồi, thế thì tất cả đại địa nơi tam thiên đại thế giới đều chấn động số cấp, đó là động động cấp cùng động cấp, rung rung cấp cùng rung cấp, vọt lên cấp cùng vọt lên cấp, gầm cầm cấp cùng gầm cấp, nổi nổi cấp cùng nổi cấp, lay lay cấp cùng lay cấp. Vọt lên phía đông thì biến mất ở tây, vọt lên ở tây thì biến mất ở đông, vọt lên ở nam thì biến mất ở bắc, vọt lên ở bắc thì biến mất ở nam, vọt lên ở giữa thì biến mất ở hai bên, vọt lên ở hai bên thì biến mất ở giữa. Khi này địa chấn động như vậy xong, nhờ thần lực của Phật nêu khắp thế giới này có được một luồng ánh sáng lớn, khiến cho các chúng sinh đều cảm nhận sự an vui. Bên dưới thì chiếu đến đại địa Ấn Quốc A Tỳ. Các chúng sinh ở đây nhờ hào quang chiếu vào thân nên các điều khổ được tiêu diệt, cùng cảm nhận sự an vui. Như vậy các chúng sinh đang thọ khổ nơi các địa ngục, các loại súc sinh sẽ bị tàn hại, các ngạ quỷ đang ở trong cõi của Diêm La Vương đã gặp được ánh sáng này rồi, thì tất cả khổ đau đều tiêu trừ, đối khác liền thì được no đủ, không có chúng sinh nào là không cảm nhận được sự an lạc. Ngày lúc ấy tất cả chúng sinh đều bỏ niệm ác, được khởi tâm từ, lần lượt yêu thích nhau, đều có tâm thương xót, giống như những người thân thuộc nhìn nhau vui vẻ chan hòa, cùng chung chỗ ngồi, bây giờ họ cùng nhau khen ngợi. Thế Tôn ngồi tòa này phóng ra ánh sáng lớn, đại địa sáu cách động khiến chúng sinh vui vẻ. Như Lai ngồi tòa này pháp phương phóng hào quang, nên biết ngay khi ấy chúng sinh được an lạc. Chánh giác ngồi tòa này chủ quy y đại trí, hào quang lợi thế gian chiếu khắp cõi Phật này, lại thấy đại thừa ấy thừa tối thắng vô thượng. Như Lai ngồi tòa này là ít có nghĩ bàn, lại thấy đại thừa này thừa tối thắng vô thượng, sa môn bà la môn nơi đây nhiều vô lượng. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện tướng tuổi rộng rãi bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, hiện xong ngài bảo các đại bồ tát và các chúng đại thanh văn: Này các thiện nam, các vị nên biết, sau nửa đêm hôm qua có các vị trời có tịnh cư là thiên tử Nan Đà, thiên tử Tu Nan Đà, thiên tử Chiên Đà, thiên tử Tu Ma Na, thiên tử Năng Thắng cho đến thiên tử Tu Đa Ba, cùng vô lượng các thiên tử khác, chứ vị đó đều có đại oai đức đầy đủ đại thần thông, pháp luật ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng đến nước Kỳ Sập Quật. Đến chỗ ta còn lấy tiền dùng đủ các thứ hương tốt nhất ở cõi trời,
như là thiên mạc thiên đàng, cho đến hương thiên damala bạc rải lên trên ta, là dùng vô số các thứ hoa trời như ưu bát la cho đến hoa đại mạng thù sa cúng dường như lai, nhiễu quanh bên phải ba vòng lành lại dưới chân ta, đúng qua một bên. Đối với như lai, tâm họ cùng cung kính bội phần, chắp tay im lặng mà đứng. Khi đó họ suy nghĩ, hôm nay đây pháp môn niệm Phật của tất cả Bồ Tát và các Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác từ quá khứ đã từng về đại chúng trời người tuyên dương giải thích là chỉ muốn cho các chúng sinh ấy được an lạc. Đại Đức Thế Tôn của ta chắc cũng sẽ về đại chúng ở cõi trời người này và diễn nói pháp môn niệm Phật như vậy khi cho các chúng sinh được lợi ích an lạc. Các thiên tử ấy nghĩ như vậy xong, liền xin Như Lai nói pháp môn này. Bây giờ ta im lặng nhận lời, cho thiên biết ta nhận lời, liền đảnh lễ biến mất. Đức Thế Tôn liền nói kệ: Này tỳ kheo, cuối đêm hôm qua, thiên vương Tịnh Cư Ma Hê La dẫn các thiên chúng và quyến thuộc Nang Đà cùng với Tu Nang Đà, Trợ Tu Ma Na và Chiên Đàn cho đến Nang Thắng Tu Ba Tu Đa Ba phát ánh sáng lớn khắp thế gian, chứ thắng đến núi Kỳ Xà Quật. Các vị trời ấy đến chỗ ta dùng hương hoa trời mà cúng dường. Trước tiên nó nhiễu quanh ta ba vòng, đành lại cung kính đứng một bên. Các thiên tử lặng yên suy nghĩ: Này Tu Đa La, niệm Phật này, tôi thắng quá khứ từng tuyên giảng vì xót thương chúng sinh thế gian. Này Đấng Thế Tôn đủ 10 lần sao không hiện thuyết pháp môn ấy, lợi ích quần sinh ở thế gian để làm an ổn cho trời người. Chư thiên nghĩ xong liền thưa thỉnh: Ta thì im lặng mà đồng ý, vì ta muốn ở núi Kỳ Xà. Như trước kia chư Phật đã nói, các trời biết ta chấp nhận rồi, xin tâm tôn kính và vui sướng, hết thảy một lòng đảnh lễ ta, diễu quanh ba vòng rồi biến mất. Này các tỳ kheo, hãy nhớ kỹ, ta nghe các Phật quá khứ nói, đừng nên sinh nghi sợ pháp này. Tri các Như Lai khó nghĩ lượng, các Phật xưa kia đã hành đạo, ta trước biết hết không còn nghi, tất cả nhân trung tôn hiện tại đã được bồ đề mà ta chứng, đại bi đương lai xót thương đời, pháp thân an nhiên ta hiểu biết, ta đầy đủ trí vô ngại, đây là trí lớn có lượng tính, vượt khỏi thế gian không ai bằng, tất cả chúng sinh không thể lường. Phẩm hai bản sự của tất cả của Bất Không Kiến phần 1. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tôn giả Sa Đà Bất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Tu Bà Đề, tôn giả Phú Long Na, Di La La đệ tử. Các đại đệ tử này đều có đại oai đức đầy đủ thần tông. Này các tỳ kheo, vì bao cảnh giới và những gì đã biết của các vị đang ở trước ta, các vị hãy cộng lên tiếng gồm sư tử. Vì sao? Vì nếu các vị có thuyết pháp thì sẽ khiến cho tất cả các thanh dân, tất cả đại chúng thờ người này được thanh hiểu. Đức Thế Tôn lại bảo các Đại Bồ Tát Di Lặc, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát Việt Tam Giới, Đại Bồ Tát Siêu Bất Tư Nghị, Đại Bồ Tát Thiện Hành Bội, Đại Bồ Tát Sơ Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, Đại Bồ Tát Thiện Tư Duy, Đại Bồ Tát Đại Âm Thanh, Đại Bồ Tát Trì Thế, Đại Bồ Tát Bất Không Kiến. Này Bất Không Kiến, hôm nay ông lên gặp lên tiếng gầm lớn của sư tử để quyết định thỉnh Phật nói về tướng mạo chân thật nơi công đức đạt được của chư Phật Thế Tôn. Nếu không thỉnh cầu như vậy thì có thể làm lợi cho các loại chúng sinh nơi tất cả thế gian. Cho nên hôm nay ta đích thân khuyên ông. Bồ Tát Bất Không Kiến nghe bậc thánh dạy như vậy rồi liền ở trước Đức Phật dùng kệ khen ngợi: Thế Tôn sắc thân vàng trăm phước, từ bi diệu giác đệ nhất nghĩa, công đức trí tuệ không hề giảm, cho chuyện gì bỗng khiến con hỏi, không ai bằng Phật nhân trung tôn, thế gian thắng trí vượt qua hết, công đức pháp phương là tột cùng, có gì hôm nay bảo con tỉnh. Phật tỉnh thanh tịnh thiền bậc nhất, trí tuệ nhiệm màu thuật giải thoát, thì tất tri kiến sáng trọn đầy, có gì hôm nay bảo con nói. Hoài nghi pháp phương đầy đủ gấp, bậc đại hùng của cả thế gian đã được lợi mình lại lợi người, để sớm vì sao bảo con tỉnh. Từ bi Thế Tôn thuần từ lâu, nhiều kiếp hành không oán không thân, biện tài vô ngại khó kể lường, vì sao Thế Tôn bảo con hỏi. Hay đem của cải cho kẻ nghèo, cũng bỏ mắt mù cho thế gian, cũng ai làm kẻ sợ được yên. Vì sao Thế Tôn bảo con hỏi. Thân Phật có uế không thể nhiễm, y phục xưa nay không bụi trần, sinh ở vương cung thuộc nhà thánh, vì sao nay bảo con nên thỉnh. Y thánh cách thân bốn lóng tay, tuy không sát thân nhưng không rớt, lốc xoáy cực lớn tội chẳng bay, việc gì Thánh Tôn bảo con thỉnh. Thế Tôn bình thường khi đi đường, dù đường lồi lõm tự phẳng bằng hoặc lên đồi cao cũng thản nhiên, vì sao hôm nay bảo con tỉnh. Thần tướng Thế Tôn đều tròn đầy, bước đi các khớp không lay động, do được không hoại khó nghĩ bàn, vì sao hôm nay khiến con tỉnh.
Con Sa Thế Tôn lúc xoay người, đại địa tức thì sáu chấn động, không ai thần túc bằng Như Lai. Do Trung Tôn tự tại như vậy, hào quang Thế Tôn đã chiếu đến, khiến cho kẻ đi không mất tâm, chỉ cần tạm thấy hào quang Phật, và khi mất niệm liền nhớ lại. Khi Thế Tôn đi chân đạp đất, chúng sinh bước qua 7 ngày vui, cho đến mạng chung tùy ý sinh, nó con quy y, quy mạng và ưu tất. Nếu người gặp bệnh bị tống khổ, đớn đau khổ nào không chịu nổi, chỉ nhờ Thế Tôn lấy tay sờ, liền được an ổn không thể nói. Pháp thân Thế Tôn đủ thần lực là nhờ nhiều kiếp luôn tu trì, điều đó hoàn toàn không nghi hoặc. Đạo sư đừng bảo con thưa hỏi, riêng quý giữa người đủ diệu lực, đại tiên đều phục độ tất cả, nếu con lại bạch thiên nhân sư, cho nên đừng bảo con thưa hỏi. Bây giờ Đức Tôn lại bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, lành thay, là Bồ Tát Bất Không Kiến. Ông muốn ta giảng nói việc này, hãy khéo nhớ nghĩ, ta sẽ giảng cho. Bồ Tát Bất Không Kiến thưa, đúng vậy Thế Tôn, quý mong Thế Tôn trình bày. Nay con xin lắng nghe, Đức Phật bảo, này Bồ Tát Bất Không Kiến. Ta nhớ thời quá khứ cách đây, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, lúc có vị vua tên là Vô Biên Tinh Tấn, có đại thần thông, đủ ai đức, dùng chánh pháp giáo hóa muôn dân, sống trong một thành lớn tên là Thiện Trụ, phía đông, phía tây, đứng ngót 12 do tuần, phía nam, phía bắc chỉ có 7 do tuần rưỡi. Thành này có 7 lớp, riêng mỗi lớp thành đều có 7 báu, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mà não, sa cừ, trân châu, san hô, toàn dùng các báu như vậy để chạm trổ xen kẽ. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nên biết thành ấy có bốn mặt. Một mặt có ba cửa, mỗi cửa đều có hai lầu canh đối nhau. Lầu gác cao rộng, trang nghiêm, tráng lệ, dùng đủ các loại báu tốt hợp thành. Ngay trong cửa dựng ngọn cờ thắng tràng của Đế Thích để làm giới hạn, cho đến các thứ xà nhà, bậc cửa cũng đều chạm bằng các loại cho báu. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, các cửa thành ấy đều có hai thứ vàng và bạc đang thành lưới che phủ ở trên. Ở trên lưới có các thứ trang sức như lưới vàng, linh bạc, lưới bạc, linh vàng, gió nhẹ, thổi, lay động cái thứ ấy, phát ra những âm thanh vi diệu hòa nhẹ, giống như nhạc trời. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, thành có 7 lớp, trong 7 lớp thành có các bậc cấp đều làm bằng châu báu, có lan can, mái hiên, chạm trổ, theo lụa, theo dệt hiện rõ, 7 báu xen lẫn, thành màu sắc rất đáng ưa thích. Ở lan can vàng thì treo sừng bằng bạc trắng, ở lan can bằng bạc thì treo sừng bằng trân châu, ở lan can bằng ngọc thì treo sừng bằng lưu ly, cho đến các thứ tơ năm màu đan xen, khoảng giữa các châu báu đang treo, ánh sáng phản chiếu lẫn nhau. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, chung quanh bảy lớp thành ấy đều có hào báu vây quanh. Các thứ báu này được dùng để xây hào trong đất trang nghiêm, mỗi hào đều có tam cấp bằng bảy báu đủ màu sắc chia nhau chiếu sáng trong đất đẹp mắt. Là nói Bồ Tát Bất Không Kiến, dù ta thân ấy cho trồng trong các hào đất những hoa đẹp chen chúc, đó là hoa u đạm bát, hoa bát đầu ma, hoa con vật đầu, hoa phân đà lợi. Các loại hoa này sáng rỡ, tươi sạch, mềm mại, hương thơm phảng phất khắp nơi, chúng sinh được sử dụng tùy thích, không cần người giữ canh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, vua Tư Tấn kia còn trồng các loại hoa ở trên bờ hào ấy, đó là hoa Ni Văn Ca Đa, hoa bát đế kiếm, hoa A Địa Mục Đa Ca, hoa chim Ba Ca, hoa bà lợi Su Ca, hoa câu tỳ la đà, hoa đạt nô ca lợi ca. Các loại hoa này hương thơm thanh khiết thật đáng ưa thích, giống như hoa trời, chúng sinh cứ lấy mà dùng, chẳng có ai cản trở. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, thành kia mỗi lớp đều có 7 lối đi riêng biệt, có 7 có cây báu đa la bao bọc xung quanh, tươi sáng như 7 báu hợp thành. Cây bằng vàng rồng thì lá bằng bạc trắng, giả hoa quả cũng vậy, cây bằng bạc trắng thì lá, giả hoa quả bằng trân châu. Cây bằng trân châu thì lá, giả hoa quả bằng lưu ly. Cây bằng lưu ly thì lá, giả hoa quả bằng pha lê. Cây bằng pha lê thì lá và hoa quả bằng mã não. Cây bằng mã não thì lá, giả hoa quả bằng sa cừ. Cây bằng sa cừ thì lá, giả hoa quả bằng xích trân châu. Cây bằng xích trân châu thì lá, giả hoa quả bằng san hô. Cây bằng san hô thì lá, giả hoa quả bằng chân kim. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, các cây đa la ấy chiếu sáng rất tươi đẹp, gió thổi nhẹ phát ra âm thanh vi diệu, nếu ai nghe được âm tâm an vui. Những người chơi nhạc có thể tấu lên đủ các loại âm thanh vi diệu, nếu có người được nghe, không ai là không thích thú. Những cây đa la ấy khi gió thổi vào sẽ phát ra những âm thanh vi diệu khiến người thích nghe cũng là như vậy.
Này Bồ Tát, bất không khí trong thành của nhà vua thường có đủ các loại tiếng, không phút nào dừng, đó là tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng voi, tiếng bước chân, tiếng trống, tiếng tù và, tiếng đàn không hầu, tiếng đàn cầm, đàn sắt, đàn tỳ bà, đàn tranh, tiếng ống sáo, ống tiều, tất cả âm thanh đó luôn nối tiếp vang khắp. Nhà vua thường ra lệnh cho muôn dân trong nước là có chỗ cần dùng về ăn uống y phục do ngựa xe cộ, từ tùy ý nêu bày, nhà vua đều cấp cho. Này Bồ Tát bất không kiến, đường cây đa la ngoài thành của nhà vua giúp người đi đường đến nói nghỉ bên gốc cây, hoặc ăn uống, hoặc nằm, hoặc ngồi, những cái âm thanh vi diệu của cây mọi người đều tận hưởng diệu lạc của năm dục. Lần nữa này Bồ Tát bất không kiến vua tinh tấn ấy ở trong thành lớn, chỗ cách xa gần đều khoảng một mũi tên bay, cho đào một ao trồng hoa, bốn bờ và đáy ao đều làm bằng bốn báu. Bốn bên bậc cấp đi có bảy báu trang sức, nghĩa là bậc cấp đi bằng vàng, rồng thì trang sức bằng bạc trắng, bậc cấp đi bằng bạc trắng thì trang sức bằng lưu ly, bậc cấp đi bằng lưu ly thì trang sức bằng pha lê, bậc cấp đi bằng pha lê thì trang sức bằng玛瑙, bậc cấp đi bằng玛瑙 thì trang sức bằng san hô, bậc cấp đi bằng san hô thì trang sức bằng hộ phách. Cái thứ ngọc bội ấy xen lẫn, ai trông thấy cũng đều vui thích. Này bác không kiến, trong ao ấy lại có các thứ hoa quý đẹp như là hoa ô bát la, hoa bát đầu mai, hoa cỏ vật đầu, hoa phân đà lợi. Các loại hoa này hương thơm ngào ngạt, chúng sinh ngửi được đều rất ưa thích. Trên bờ ao cũng trồng các loại hoa, đó là hoa Ini, Malacca cho đến hoa đạt nộ, các loại đều tươi đẹp giống như hoa trời. Cửa của ao ấy thường mở không đóng, qua dân đi lại không bị ngăn cấm. Này Bồ Tát bất không kiến vua tinh tấn ấy ở trong thành lớn còn tạp của vườn để dạo chơi ngắm cảnh, nên các vườn lại có các loại cây rừng bảy báu luôn có hoa quả. Nhà vua cùng phu nhân, các người hầu đi đường thường đi đến đó vui chơi thỏa thích. Cửa của vườn dạo chơi ngắm cảnh này cũng không ngăn cấm dân chúng đến xem, vui chơi thỏa hưởng hoan lạc. Này Bồ Tát bất không kiến. Mặt trong của khu vườn ấy cách nhau chừng một mũi tên bắn, cũng có ao trồng hoa, cũng dùng bốn báu như vậy tạo thành, là dùng bảy báu để trang hoàng, bậc cấp bệ cái màu sắc tráng lệ khiến ai thấy cũng đều thích nhìn ngắm. Ao này cũng có nhiều loại hoa, đó là hoa ô bát la cho đến hoa phân đà lợi. Tất cả loại hoa này đều thơm tươi. Trên bờ ao lại có nhiều thứ cây rừng và các loại hoa quả, đó là hoa bà ni chứa ca, đà mana già cho đến hoa đạt nộ, cả loại các loại hoa này, hoa quả này hương thơm tươi dịu, đáng ưa thích, muôn dân lấy dùng không bị cấm ngăn. Này Bồ Tát bất không kiến vua tinh tấn ấy, bẩm tánh nhân ấy, suy nghĩ lo lắng cho chúng sinh như mẹ thương con, cũng hết lòng kính thờ Sa Môn Bà La Môn, sẽ đáp lời trưởng giả cho con thờ cha. Này Bồ Tát bất không kiến, thân hình nhà chúa cao lớn, khoan thai đỉnh đạt khác thường, thân thể tròn đầy đủ các tướng tốt, mặt mắt đoan nghiêm, sắc diện tươi sáng rạng, oai đất rộng lớn, trời người yêu kính. Này Bồ Tát bất không kiến, nhà vua ấy đời trước đã gieo trồng gốc đức để được sinh ở tộc họ sẽ đế lợi, dòng dõi tôn quý thế gian không ai sánh bằng, cha mẹ bảy đời thanh tịnh cho con quyến thuộc, phước vui đoàn tụ, không có người nào làm điều sai trái. Bất không kiến, vua ấy vì nhờ phước nghiệp nên muôn dân trong nước đều giàu, thức ăn có cả trăm vị, gom vóc châm báu để đầy cả kho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật quyển 1. Quỷ đêm công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên là bốn ân nặng chứng quả ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, thấy một báo thân này sẽ qua cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thế Gian Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô